Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Kim xin mang đến cho các bạn nhỏ một bức tranh cát hình một cô gái rất là dễ thương nè. Cô gái này của chúng ta có mái tóc dài, mắt rất là to và đang ngồi trên một cái ghế. Cái bức tranh này trông đơn giản như thế thôi, nhưng mà chị đảm bảo là rất là khó tô, tại vì nó có khá là nhiều chi tiết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc tô màu bức tranh này nhé.
Chim xinh đã cố gắng tô xong bức tranh này rồi nè. Mặc dù nó hơi khó tô nhưng mà chị cũng đã hoàn thành rồi. Và các bạn nhỏ thấy bức tranh này chị tô có đẹp không? Về một cô nàng có mái tóc rất là lạ ha, thắt nơ trên đầu và đang ngồi trên một cái ghế rất là xinh nè. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ hay hỏi chị là chị mua tranh cát ở đâu và chị mua cát ở đâu mà nhiều thế? Thì chị Chim xin bật mí là chị mua tại shop đồ chơi trẻ em.com, số điện thoại 0979086789 nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim xin và để lại bình luận ở bên dưới cũng như like video này, ủng hộ cho chị nhé. Còn bây giờ thì chị Chim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.